Chào mọi người nha. Hôm nay lại xuống vườn hái mướp nè cả nhà. Mướp nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Kìa, ở trên tường rào nó không có nữa. Chào mọi người nha. Hái không nó già mất cả nhà. Đây. Già rồi đó cả nhà. Ôi quả này già lắm rồi. Quá già rồi, để già quá. Nó đang lên rồi. Lên quá trời quả luôn. Quả. Quả nhiều lắm. Dưa leo nè cả nhà. Dưa leo á. Dưa leo đây. Quả này là quả dưa leo khổng lồ nha. Trời có đất luôn. Quá trời luôn cả nhà. Mình leo chào bán luôn. Nhà thấy mê không? Nhà thấy mê không cả nhà? Chị em là em mê lắm á. Tỉa ít rau sống để về ăn nha. Mê không? Nó giòn lắm cả nhà, đụng nó gãy, đụng nó gãy à. Nó giòn lắm. Cái này gọi là gì ta? Mong manh dễ vỡ hả? Bẻ luôn. Bẻ luôn đi cả nhà. Bẻ trồng cái khác.